Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây tiếp tục là bài học siêu ngắn được phát sóng vào 7 giờ tối thứ năm trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về cái có thể gọi là nghệ thuật giao tiếp. Một trong những cái vấn đề mà những cái người mà giao tiếp tạm gọi là hơi vụng về á, giao tiếp chưa hay lắm á, họ hay thắc mắc là vậy. Có đôi khi họ thấy họ nói chả có gì sai cả. Họ nói đúng đó, đúng 100% luôn á. Nhưng mà không hiểu sao người đối diện không thích họ. Không hiểu sao mà không lấy được cảm tình của người đối diện. Mà các bạn biết mà, gọi là giao tiếp thì cái tính con người nó cao lắm. Bạn nói đúng, nhưng mà người bên kia không thích bạn thì coi như cũng mệt. Ví dụ như đi phỏng vấn đi, công ty hỏi bạn trả lời. Ok, bạn thấy bạn trả lời hay á, nhưng mà bên kia họ không thích bạn. Có gì sai sai ta? Hay là trong cái buổi hẹn hò, thấy nói đúng kiến thức. Không biết sao mà em gái đối diện thấy mình chạy luôn. Thế thì chuyện gì xảy ra ở đây? Làm sao chúng ta giải thích được cái chuyện này? Có một cái cách để giải thích và tôi rất là thích cái cách giải thích này. Đây là một cái công trình nghiên cứu của một ông giáo sư tên là Albert Mehrabian. Và ông giáo sư này ông rất nổi tiếng với một cái công trình tuy là có nhiều tranh cãi. Tranh cãi dữ lắm. Có người đồng ý, có người không đồng ý. Nhưng mà bản thân tôi vẫn thấy ngay cả cái công trình tranh cãi này nó vẫn có rất nhiều thứ chúng ta học. Đó là gì? Ông nói á, trong cái quá trình giao tiếp á, thì cái nội dung, cái câu từ bạn nói á, nó chỉ chiếm khoảng 7% cái thành công trong giao tiếp thôi. Còn cái giọng điệu của bạn á, sẽ chiếm khoảng 38%. Cái ngôn ngữ cơ thể của bạn á, chiếm khoảng 55%. Có nghĩa là tới 93% là những yếu tố phi ngôn ngữ, nó nằm ngoài cái nội dung. Và tôi nghĩ đây có cái để chúng ta học đấy. Có nhiều người bị bám quá sâu vào cái nội dung họ nói. Ví dụ như, xin lỗi nha. Đó, ví dụ vậy. Đôi khi người ta nói một cái lời xin lỗi nó không có chân thành gì hết. Và đối phương nghe cực kỳ khó chịu cái lời xin lỗi này luôn. Nhưng cái người mà thốt ra chữ xin lỗi á, thì họ lại bảo là ôi tôi xin lỗi rồi mà. Sao vẫn khó chịu? Bị gì vậy? Giờ muốn gì? Thí dụ vậy. Nên thành ra cái nội dung của những gì chúng ta nói quan trọng không? Quan trọng đấy. Nhưng có những thứ nằm ngoài cái nội dung đó. Cái giọng chúng ta nói, cái ngôn ngữ cơ thể của mình, nét mặt, ánh mắt, nó cũng rất quan trọng các bạn. Có bao giờ các bạn đi mua một cái món hàng gì đó và các bạn thấy cái người bán hàng cho các bạn á, nói chuyện cực kỳ lanh lợi luôn. Cực kỳ lanh lợi luôn, nhưng mà nói nhanh quá. Nói rào, thậm chí là mắt chớp lia. Là mình thấy là có cái gì đó nó hơi sai sai đây rồi, tự nhiên mình không có tin tưởng. Nhưng mà ngược lại có những người cảm thấy họ nói chuyện bình thường lắm. Nhưng mà cử chỉ của họ ân cần, quan tâm tới mình. Dạ, cứ vậy đó. Rồi để ý ý tứ. Mình lại thích, mình lại mua. Bởi vì con người của chúng ta là những sinh vật rất là tình cảm. Nên đôi khi mình cứ bám vào cái nội dung, cái lời nói. Mà mình bỏ qua hết 93% kia thì rất là dễ thất bại các bạn. Ở đây bản thân tôi không có phủ nhận cái nội dung của những gì chúng ta nói. Nhưng mà tôi chỉ muốn là tất cả chúng ta đó, nếu muốn có một cái cuộc giao tiếp thành công á, thì hãy cố gắng để ý hơn nữa hai thành tố khác. Một là cái giọng điệu của mình. Và hai là cái ngôn ngữ cơ thể của mình. Đặc biệt là cái nét mặt. Thế thì ai cũng phải tập thôi các bạn. Muốn trở thành một người giao tiếp tốt, chúng ta đều phải tập cả. Thế thì tôi có một cái vài kinh nghiệm của tôi ha. Đầu tiên á là tập cái nét mặt. Cái cách dễ nhất là các bạn hãy soi gương. Bản thân tôi nói chuyện một mình với tôi nhiều lắm các bạn. Đôi khi giống khùng vậy đó. Nhưng mà nhờ cái khùng điên điên đó, sau này ra đời, người ta lại khen mình là có tài, có cái khiếu giao tiếp. Người ta đâu có biết là mình đóng cửa, mình nói chuyện một mình trước gương giống như thằng điên. Nhưng mà sự thật là như vậy. Bạn hãy thử tập nói chuyện cái điều gì đó trước gương đi. Bạn nhìn cái khuôn mặt của bạn nói chuyện trước gương á, bạn có thích cái khuôn mặt đó hay không? Bạn có cảm mến cái khuôn mặt đó hay không? Hãy tập cười, tập nhìn, tập các thứ. Tập cho tới khi nào mà bạn thấy cái người trong gương đó khuôn mặt rất là thân thiện, thì lúc đó bạn thành công được một khúc rồi đó. Đôi khi bạn nói rất vụng về nhưng mà cái mặt bạn dễ thương, người ta cũng thương. Hay vậy đó. Đó là cái bài tập đầu tiên ha. Kinh nghiệm của tôi. Cái bài tập thứ hai là sao? Hãy cố gắng nói chuyện bằng một giọng điệu tự nhiên nhất có thể. Đừng có nói quá làm lố. Đương nhiên, đôi khi ví dụ như tôi đang giảng cho các bạn, tôi rất sợ các bạn đại khái như là buồn ngủ nên tôi phải nói cao hơn chút xíu. Nhưng ở ngoài đời tôi sẽ không nói bằng cái giọng này đâu các bạn. Tôi sẽ nói đúng bằng cái giọng tự nhiên của tôi. Thế thì các bạn để ý giùm cái nè. Mỗi khi các bạn đi ăn, đi nhậu, đi cà phê với bạn bè của các bạn á, các bạn làm ơn để ý tới cái cách nói chuyện của các bạn, cái cách tự nhiên nhất có thể. Vì là chính mình lúc nào nó cũng hạnh phúc nhất, không bắt chước ai cả. Là chính mình lúc nào nó cũng hạnh phúc nhất và nó dễ làm nhất. Chỉ cần các bạn để ý chút xíu. Đó là cách nói chuyện thông thường của mình. Và hãy nói theo đúng cái cách nói chuyện thông thường đó là sẽ thành công.
Còn nếu mà cái trường hợp các bạn muốn bài bản hơn nữa đó, các bạn hoàn toàn có thể ghi âm cái lúc mà bạn nói chuyện với bạn bè của các bạn khi đi cà phê về các bạn nghe lại. Thế thì hai cái bài tập này sẽ giúp các bạn cực kỳ thuận tiện trên những cái con đường thăng tiến liên quan tới giao tiếp. Nói chuyện cực kỳ tự nhiên, nhẹ nhàng, không quá lố, cũng không quá trầm ha. Nhẹ nhàng, bình thường, tự nhiên. Và thêm cái nữa, tập rồi, quen rồi nên cái khuôn mặt của mình nó dễ thương. Thế thì mọi người cũng quý. Ha, đó là những kinh nghiệm rất cá nhân của tôi, hy vọng sẽ hữu ích với các bạn.